29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất của chúng tôi, quý vị hãy like, share và subscribe kênh. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây sân vận động 7.000 tỷ đồng tại Thủ Đức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành danh mục dự án đầu tư, trong đó có dự án xây mới sân vận động 50.000 chỗ có đường chạy điền kinh tại thành phố Thủ Đức. Tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường kỳ cuối năm. Tại kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Hội đồng nhân dân ban hành danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, thể thao và văn hóa. Đây là một trong những tờ trình nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 98 của Quốc hội. Dựa trên các tiêu chí, thành phố đã chọn 41 dự án, trong đó 12 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, 6 dự án lĩnh vực y tế, 23 dự án thuộc lĩnh vực thể thao văn hóa. Về lĩnh vực thể thao văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hàng loạt dự án quy mô lớn như trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hát, các công trình phục vụ thể thao. Đáng chú ý là dự án xây dựng mới sân vận động 50.000 chỗ có bố trí đường chạy điền kinh được đặt tại thành phố Thủ Đức với diện tích gần 11 ha, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới học viện bóng đá và cụm 6 sân tập bóng đá ngoài trời với diện tích 3,88 ha đặt tại thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó là các dự án xây mới đường đua xe đạp địa hình, mô tô địa hình, đường đua xe go-kart, nhà đua xe đạp lòng chảo, tích hợp đường đua xe mô tô. Trong số 23 dự án đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, có đến 16 dự án được đặt tại thành phố Thủ Đức. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các dự án trong tờ trình chỉ là thông tin sơ bộ làm cơ sở cho việc mời gọi nhà đầu tư tham gia nghiên cứu thực hiện dự án. Những thông tin chính xác hơn sẽ có trong quá trình lập thẩm định báo cáo tiền khả thi và trình quyết định chủ trương đầu tư. Hơn 4.500 tỷ đồng làm 2,5 km và nút giao 3 tầng vành đai 2. Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Võ Văn Hoan trình bày tờ trình điều chỉnh chủ trương dự án vành đai 2 đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.543 tỷ đồng, gồm hai dự án thành phần, trong đó cấu phần xây lắp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư do Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Thủ Đức thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải phóng mặt bằng một lần theo lộ giới quy hoạch 67m và nút giao đường Phạm Văn Đồng vành đai 2 phía bên phải đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi quốc lộ 1K. Trước mắt, chủ đầu tư sẽ xây dựng hai đường song hành rộng 16,5m, đáp ứng 3 làn xe, khoảng giữa rộng 34m tạm thời để trống, hoàn chỉnh vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt dọc đường. Trên tuyến đường này còn có cầu rạch ngang dài 66m, nút giao Phạm Văn Đồng, vành đai 2 gồm 3 tầng. Về tiến độ, sau khi được thông qua chủ trương, đầu năm 2024 sẽ bắt đầu công tác bồi thường, khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công lựa chọn nhà thầu. Dự kiến sẽ khởi công dự án trong quý 3 năm 2025 và hoàn thành vào quý 2 năm 2027. Theo Ủy ban nhân dân, việc đầu tư xây dựng khép kín tuyến đường vành đai 2, trong đó bao gồm xây dựng đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng là hết sức cần thiết, cần triển khai thực hiện ngay nhằm giải quyết vận chuyển hàng hóa cho các cảng, giảm tải cho khu vực nội đô, góp phần tăng khả năng kết nối giao thông với các tuyến đường bộ hướng tâm. Toàn tuyến vành đai 2 dài 64 km, quy mô 6 đến 10 làn xe. Đến nay, tuyến đường này mới hoàn thành khoảng 50 km, còn 14 km chưa khép kín, chia làm 4 đoạn, bao gồm đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.